Và như vậy thì hôm nay đây thị trường cũng như là Bitcoin đã tăng lên được cái vùng đó là 64.000 đúng không? Kèm theo rất nhiều các cái đồng altcoin hồi phục. Và anh em sẽ xem lại clip mình update cho mọi người cách đây khoảng tầm 2 tuần nha anh Trang. Nhưng mà có thể đó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Đối với quan điểm của mình thì thứ nhất, Bitcoin anh em đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể rồi, từ cái vùng 73.000 và rơi xuống 49.000, tức là âm 33%. Anh em sẽ thấy rằng khoảng thời gian tháng 3 trước đây đã có đề cập cho anh em đó, lưu ý về cái sóng điều chỉnh từ 30 đến 50% đúng không? Để rũ hàng bớt đó. Và thực sự hiện tại đây thì rũ rất là mạnh rồi nha. Cho nên chúng ta có thể cân nhắc bắt dần các cái đồng altcoin đi. Kỳ vọng của mình nhá, sau khi nó quét qua khu vực này thì sẽ sideways mà thôi. Chứ còn xuống cái vùng khoảng tầm 41.000 thì mình nghĩ rằng kịch bản ngắn hạn là chưa có đâu nhé. Chúng ta sẽ kỳ vọng sideways quanh khu vực này và sau đó thì sẽ hồi phục trở lại nhé. Kèm theo đó thì altcoin cũng sẽ hồi phục mà thôi đó. Ok, đây sẽ là nhận định của mình và mình đã call cho anh em khá là nhiều các cái đồng altcoin trong clip này nhé. Hiện tại đây thì các cái đồng altcoin đó đã hồi phục rất là mạnh luôn, kèm theo rất nhiều các clip trong khoảng thời gian đầu tháng 8 nha anh chị em. Mọi người có thể là xem ở đây rất nhiều các clip mình nhận định cho mọi người này, như là Bitcoin lên 57.500 đó, tăng hay là giảm tiếp đúng không? Tương tự như vậy thì Bitcoin tháng 8 cơ hội hay là rủi ro và Bitcoin thì sẽ bùng nổ như thế nào đó. Nói chung thì có khá là nhiều các clip nhận định cho anh em thường xuyên, không riêng gì clip đâu, trên nền tảng của Twitter nha anh em. Đây sẽ là cái bài post của mình đó vào khoảng thời gian đó là đầu tháng 8, mùng 1 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Về ngắn hạn này, nửa đầu tháng 8 chúng ta mua coin và cuối tháng 8 đầu tháng 9 hy vọng sẽ có TP đẹp nha. Đó, kèm theo nữa đó là mình có post tiếp tục cho mọi người ngay sau đó là một số các cái đồng altcoin có tiềm năng hồi phục trở lại nha anh chị em. Đây sẽ là top 3 cái dòng coin đó có tiềm năng hồi phục trở lại, có đề cập cho mọi người một số các cái đồng coin khác nữa đồng bộ trên cả nền tảng của trên Telegram đó. Và ngày hôm nay đây thì plan đó rất là ok rồi và hiện tại thì chúng ta nên gồng tiếp altcoin hay là chốt? Trong clip ngắn này thì mình sẽ update cho mọi người về Bitcoin ngắn hạn kèm theo altcoin nhé. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Trip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Ở phần đầu của clip thì xin được chúc mừng tất cả anh chị em. Mọi người nghe cái câu chúc mừng này thì khả năng mọi người sẽ hơi cấn một chút đấy, bởi vì khi mà thị trường xanh, anh em sẽ thấy rất nhiều các kênh khác nhau họ cũng sẽ lên, anh em hay dùng từ gáy đó. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua anh em sẽ thấy rằng là cái lúc mà thị trường xanh mình ít khi lên update cho anh em về thị trường để cho anh em có thể gồng. Còn những lúc mà thị trường đỏ anh em sẽ thấy đây nhé, khoảng thời gian đầu tháng 8 đó, mình update cho anh em rất là nhiều các dữ liệu on-chain cũng như là thông tin cập nhật về thị trường. Kèm theo đó trên nền tảng của channel Telegram đó, mình update cho anh em thường xuyên về thông tin biến động của thị trường cũng như nhận định của mình và call cho anh em tham gia rất nhiều các cái đồng coin. Thời điểm hiện tại thì rất nhiều các cái đồng coin từ cái vùng mình call 49.000 sau khi hồi phục trở lại khoảng 51-52.000 đó, thì rất nhiều các cái đồng coin đó đã tăng 40-50%, thậm chí 60-70% cũng có rồi nha anh chị em. Và chúng ta có thể là xem ở trong cộng đồng channel Telegram, mình biết rằng có rất nhiều anh chị em chúng ta trong khoảng thời gian tháng 8 đó, mọi người bị âm tài khoản và hiện tại chúng ta vẫn chưa về bờ bởi vì có một số các cái đồng altcoin mọi người đu quá cao trong khoảng thời gian chu kỳ của tháng 3 và tháng 4 vừa qua đúng không? Và anh em cũng sẽ có những comment tiêu cực, nhưng mà thôi chúng ta bỏ qua những mục đó nhé. Bởi vì thay vì chúng ta cắt đáy khi mà chúng ta nghe rất nhiều view bên ngoài rơi xuống cái vùng tận 41.000 thậm chí là 39.000 ấy, thì thời điểm hiện tại tài khoản của anh em, kể cả chúng ta không mua được các cái đồng altcoin khi mà chúng ta không có tiền đó, thì chúng ta cũng đã hồi tài khoản được khá khá rồi đúng không? Ok, và thể theo nguyện vọng của anh em thì mình vẫn lên để update tiếp tục cho mọi người về ngắn hạn của Bitcoin vì chúng ta vẫn đang yêu cầu mình khá là nhiều trong khoảng thời gian 24 giờ vừa qua đó. Để bắt đầu bước vào nội dung của ngày hôm nay đây thì như thường lệ anh em hãy để lại cho mình một like video, share video này và nhớ subscribe kênh YouTube và thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em muốn update nhanh nhất về những biến động của thị trường, những dự án có tiềm năng airdrop retry tip thì sẽ do vào trong cộng đồng trên Telegram của mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Còn nếu mà thuần về trading, muốn tham khảo về chơi các cái kèo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ấy, hoặc là những cái đồng coin tiềm năng đầu tư cho một uptrend ấy, thì anh em sẽ join vào trong group trading cũng hoàn toàn free mà thôi nhá. Hiện tại đây thì đang có một sự kiện trên nền tảng của OKX để chia sẻ, đó là 1 tỷ cái đồng token DOGS. Đây là một cái đồng token trong khoảng thời gian 48 tiếng vừa qua thì trên các nền tảng social cũng như các cái sàn giao dịch đều khá là hot đúng không? Và các cái sàn thì đều có pool. OKX thì cũng sẽ có cái pool đó là 1 tỷ token nhá. Anh em chỉ cần làm một vài bước đơn giản như là đăng ký cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video KIC và click tiếp tục vào cái đường link tiếp theo và chọn join nhá, chọn tham gia. Đó, anh em giao dịch tối thiểu là 100 đô thôi á thì mọi người sẽ nhận được tối đa nhá anh chị em, tối đa đó là 125.000 DOGS khi mà chúng ta giới thiệu thêm bạn bè đó. OK, đây sẽ là chương trình sự kiện đến từ OKX. Anh em có thể là xem ở trong cộng đồng Telegram của mình nhé. Bây giờ đây thì mình sẽ quay trở lại luôn đối với cả Bitcoin nhé. Anh em sẽ thấy ở ngay phần đầu của clip thì mình có show cho anh em cái biểu đồ Crypto Bubble đó. Thì anh em sẽ thấy đa phần các cái đồng coin tăng trưởng khá là mạnh và trong khoảng thời gian 24 giờ thì chủ yếu các cái đồng coin hồi phục mạnh sẽ là những đồng meme coin đúng không? Hoặc là những cái đồng coin có tin tốt như là Phantom này, cũng đang có cái Sonic á.
hoặc là Near Protocol đúng không? Thời gian vừa qua thì hoạt động cũng khá là OKC, một số layer 1 đó. Đó và một số các cái dòng coin đảo nhá, chủ yếu thì sẽ là meme coin như là Bebe Sat á. Bebe thì hôm vừa rồi về 49.000 đâu đó khoảng đầu 6 mà. Hiện tại thì cũng là đầu 9 đúng không? Rất là OK rồi. Trước khi mà chúng ta bước vào phân tích của Bitcoin thì mọi người sẽ cùng mình xem qua một số các dữ liệu on-chain nhá. Anh em sẽ thấy rằng là khoảng thời gian mình update cho anh em khoảng đầu tháng 8 đó. Tại sao mình call nhiều như vậy thì bởi vì thị trường cũng khá là sợ hãi đúng không? Lúc nào anh em cũng sẽ thấy cái mức độ sợ hãi của thị trường á, luôn ở cái ngưỡng đó là khoảng từ 25 cho đến khoảng 30 á. Thì thị trường lúc đó cực kỳ là sợ hãi luôn. Và có những cái ngày mà Bitcoin rơi xuống cái vùng 49.000 á, đã kêu đi của thị trường đó là hơn 1 tỷ đô la. Đó là một con số rất là lớn nhá. Mình đã update cho anh em ở trong clip cũ rồi. Đó là Bitcoin giảm từ cái vùng đỉnh khoảng tháng 3 mình cập nhật cho mọi người đó. Thì lúc đó giảm đến thời điểm đó là 49.000, tức là âm hơn 30%. Thì chắc chắn là Bitcoin sẽ có một sự hồi phục mà thôi. Vì nó cũng đã kêu đi rất là nhiều lệnh của các quỹ khác nhau rồi. Quỹ cũng bị kêu mà. Ok, bây giờ đây thì chúng ta xem qua một chút. Thứ nhất, đó là dữ liệu liên quan đến Coingraph nha anh em. Anh em xem qua một chút thì trong khoảng thời gian 24 giờ vừa qua, thị trường bị kêu đâu đó khoảng tầm 180 triệu đô la. Thì trong đó lệnh short bị kêu là 140 triệu, còn lại lệnh long mà thôi á. Và khi mà chúng ta xem sang cái tỷ lệ long short hiện tại thì sao? Thì trong khoảng thời gian đó là 24 giờ nhá, xem 24 giờ đi, thì cái tỷ lệ long short gần như là tương đương mà thôi. Đó, tương đương nha anh em. Tuy nhiên á, chúng ta nhìn về các cái tài khoản account á, mà đang đặt các cái vị thế long và short trên nền tảng của sàn Binance á, là sàn giao dịch đang có lượng thanh khoản lớn nhất đó anh em. Thì thị trường đang xu hướng short nhiều hơn á. Các cái trader ngắn hạn thì vẫn đang xu hướng short nhiều hơn nhé. Ok, đây sẽ là dữ liệu đầu tiên update cho anh em. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta xem về cái giá thực tế của short term order, về cái tỷ suất lợi nhuận đó, thì hiện tại họ vẫn đang âm. Đó, và cái thứ ba nữa thì chúng ta xem qua một chút về cái biểu đồ liên quan đến hiệu suất của Bitcoin theo quý nhé. Thì mọi người sẽ thấy rằng là khoảng thời gian thường là cuối năm đúng không? Thị trường thì thường ở cái mức độ đó là hiệu suất khá là dương đó. Đây, anh em có thể là xem tương tự nhanh chăng. Nói chung thì khoảng thời gian cuối năm hiệu suất đa phần sẽ là dương. Đây là chúng ta xem lại biểu đồ on chain đó, có nghĩa là chúng ta đang check lại lịch sử của Bitcoin cũng như là thị trường. Nếu mà chúng ta tin tưởng về xu hướng của thị trường theo cái biểu đồ lịch sử đó, tất nhiên theo một phần mà thôi. Bởi vì khi mà Bitcoin halving, anh em check lại tất cả các chu kỳ cũ trước đây ấy, thì đâu đó khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng thị trường sẽ bắt đầu bước vào sóng hồi phục đúng không? Và chúng ta cũng đã có một Bitcoin halving vào khoảng thời gian tháng 4 rồi. Về cái mức độ sợ hãi của thị trường hiện tại đang ở ngưỡng đó là 56, khi mà Bitcoin tăng lên cái vùng đó là 64.000. Tức là ngưỡng này đây thì thị trường vẫn chưa vào cái vùng tham lam đâu, mà vẫn đang ở lưỡng lự nha. Có nghĩa là vừa sợ hãi và vừa tham lam. Bởi vì thời gian vừa qua thì bị kêu nhiều quá rồi. Các nhà đầu tư short term order họ vẫn đang còn tâm lý rất là sợ hãi mà. Cứ tăng lên một chút thì là bị giảm đúng không? Bitcoin ngày hôm nay đây thì lên được cái vùng 64.000 và đã break out được qua cái khu vực đó là 61.000 rồi. Đó là một khu vực lightweight ngắn hạn và khá là khó chịu luôn đó. Còn khi mà anh em check lại một số dữ liệu on-chain mình update cho mọi người á. Thứ nhất đó là long term order là cái đối tượng họ gom Bitcoin thời gian vừa qua nhiều nhất đó. Đâu đó khoảng tầm hơn 11 tỷ đô đúng không? Cái thứ hai nữa đó là cái dữ liệu on-chain liên quan đến tổng vốn hóa thị trường của stablecoin. Và cái dữ liệu này thì nó đạt cái mức ATH mới. Khi mà tổng vốn hóa thị trường của stablecoin tăng lên cao như vậy thì đang báo hiệu cho một cái sóng tăng trưởng của Bitcoin cũng như là Coin. Đây sẽ là một số thông tin để anh em có thể nhìn thấy và chúng ta có thể nhận định một phần theo quan điểm của anh em mà thôi đó. Còn lại thì tất nhiên rồi, những cái gì đó mà public ra bên ngoài như là on-chain ấy thì đâu phải là đúng đúng không anh em. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều rằng Bitcoin đã giảm 30% từ vùng đỉnh khoảng thời gian đó là từ tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại đây. Đó là on-chain thực tế luôn và rất nhiều các cái lệnh queue của thị trường đã lấy đi của nhiều quỹ rồi. Kèm theo đó thì vĩ mô hiện tại cũng khá là tích cực mà. Có nghĩa là dễ thở hơn đúng không? Chúng ta đang kết hợp các dữ liệu để đưa ra nhận định đó. Thì ngày hôm qua mình có update cho anh em đó, John Powell, chủ tịch của Fed đó, ông đã đưa ra cái lời phát biểu trong cuộc họp đó. Đó là đã đến lúc mà Fed cắt giảm lãi suất nhé. Chúng ta đang chờ đợi chu kỳ của tháng 9 đúng không? Cho nên thị trường sẽ phản ứng trước cái thông tin này. Đó, anh em có thể là thấy dữ liệu on-chain nó cũng sẽ phản ứng gần như đồng bộ với cả dữ liệu liên quan đến vĩ mô mà thôi đó. Nhá, ok, anh em sẽ xem lại tất cả dữ liệu ở đây. Còn bây giờ đây thì mình sẽ quay trở lại và update luôn cho mọi người về Bitcoin. Và chúng ta cũng sẽ hỏi rằng là có mua được altcoin hay không, bởi vì nhiều anh em chúng ta vẫn đang chờ đợi mà, chờ đợi một sự điều chỉnh lớn đó. Nhưng mà chúng ta mặc cả thị trường nhiều quá. Hiện tại đây thì Bitcoin đang ở cái vùng đó là 63.900 đúng không? Không bao giờ mình nói câu anh em mua altcoin ngay đi khi mà Bitcoin cũng như là thị trường đã có một cái sóng hồi phục nhẹ rồi nhá. Mặc dù có thể là hồi phục tiếp tục nữa, nhưng mà như vậy thì anh em sẽ không chịu được cái biên độ giảm ngắn hạn đâu. Thời gian vừa qua đã chứng minh rồi,
trong chu kỳ chưa đến một tháng là đầu tháng 8 đến thời điểm hiện tại đây là ngày 20 mấy tháng 8 đó, thì anh em đã trải qua rất nhiều các chu kỳ tâm lý khác nhau, cả khó chịu cũng như là tức giận và đổ lỗi cho cả những người chia sẻ như mình nữa. Mình nhận được rất nhiều các phản hồi tiêu cực nhá. Đó, cho nên á, thời điểm hiện tại đây nếu mà chúng ta vẫn đang còn đô thì anh em có thể đợi điều chỉnh một chút nhá. Xu hướng của mình đối với cả ngắn hạn nhá. Bitcoin thì mới break được qua khu vực đó là tầm 61.000 x mà thôi đó. Và bây giờ đây thì kỳ vọng của mình á, trên một cái khung dài hạn nhá, thì anh em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ cố gắng kỳ vọng Bitcoin có thể đạt được cái vùng đó là 68.000. Bitcoin chỉ cần sideways quanh khu vực đó là từ 62.500 nhé. Đó, nếu mà anh em muốn bắt các cái đồ ăn có ngắn hạn thì chúng ta vẫn còn đô nhiều bên ngoài á, chúng ta có thể tham khảo cái test lại khoảng tầm 62.500. Nhưng mà những đồng coin nào đó trong khoảng thời gian 24 giờ vừa qua vẫn đang ở khu vực hỗ trợ lớn trên khung ngày á, mà chưa boom mấy á, thì chúng ta có thể là tham gia mua dần rồi. Còn những đồng coin nào đó thì mình đã cụ thể cho mọi người trong các clip cũ rất là nhiều rồi. Mình đã call ở những cái vùng khó chịu khi mà ít người call á, thì không dại gì bây giờ mình lại call thêm cho anh em thì sẽ có một cái ngắn hạn fail anh em không thích đâu nhá. Đa phần anh em đã mua rồi thì bây giờ đây chúng ta gồng mà thôi nha. Đó, chúng ta anh em đi sau thì chúng ta có thể cân nhắc cái vùng đó. Còn hiện tại đây view của mình sẽ là Bitcoin ngắn hạn có thể đạt được đâu đó khoảng tầm 68.000. Hôm nay là thứ bảy và ngày mai là chủ nhật ạ. Và anh em thấy rằng trong các thị trường tài chính á, thì chỉ có thị trường Bitcoin mà thôi nhá, hiện tại cũng sẽ là một thị trường tài chính rồi và chỉ có Bitcoin giao dịch cuối tuần, còn lại những thị trường khác thì nghỉ. Vì vậy thì chúng ta có thể là kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn hạn mà thôi đó, đâu đó khoảng ngày mai nha. Đâu đó khoảng ngày mai đó. Nếu mà thực sự ngày mai chưa đạt được thì chúng ta vẫn đang cố gắng kỳ vọng theo cái nhận định của mình, đó là khoảng thời gian cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 mà. Vì tháng 9 cũng có thông tin vĩ mô khá là tích cực đúng không? Kèm theo nhiều thông tin tích cực khác nữa, và khoảng thời gian cuối năm thì còn có cả bầu cử của Mỹ. Ok, đây sẽ là thông tin nhận định của mình đối với cả Bitcoin nha anh em. Anh em có câu hỏi nào đó hoặc là muốn mình update thêm về những đồng OneCoin mà chúng ta đang nắm giữ có tiềm năng hay không á, để chúng ta hold cho chu kỳ uptrend á, thì anh em sẽ comment ngay ở dưới phần bình luận của video nhé. Cuối cùng, nội dung ở trong clip thì chỉ là tham khảo mà thôi đó, không được xem lời khuyên đầu tư đâu. Trước khi chúng tiền thì anh em nhớ tìm hiểu thêm về tất cả những dự án chúng ta muốn đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn toàn về những khoản đầu tư của anh em. Mình góc độ là người chia sẻ thì mình chỉ bổ sung thêm cho mọi người mà thôi, còn quyết định tiền thì sẽ là của anh em nhé. Không có bất kỳ một khoản thu phí nào cả ở đây, cho nên câu nói không phải là lời khuyên, sẽ là câu nói anh em sẽ được nghe bởi rất nhiều những cộng đồng lớn, trong đó có cả những KOL lớn như là CZ hoặc là Elon Musk đúng không? Cuối cùng xin được cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.